Bây giờ sẽ hai cái trụ bảo vệ nhà chính và chiến thắng dành cho team FlyQuest. Không phá được team Red, không làm gì được cả. Và Paradox sẽ là đội giành chiến thắng. Tiếp tục là một chiến thắng dành cho Red Team Red Team Red. Jam Fam ơi, ở đây có một người Jam Girl rất là đặc biệt. Ở đây là một bạn tên là Basil. Bạn là content creator ở bên LCS and FlyQuest. But it's okay, we're friends. Mà bạn là gốc Việt, mà bạn là luôn luôn sẽ cổ vũ cho ai ngoài FlyQuest? Who's your favorite team? Yeah. Yes, right? So hôm nay là Levi có một quà để tặng bạn này. Because she is our Jam Girl at heart. Yeah. So, game girls, do you have anything, em không muốn nói gì tiếng Việt không? Game fighting. Game fighting. Bây giờ nói tiếng Việt sao? Không nhiều. Cố lên, cố lên, cố lên game. Cố lên là Captain Levi nè. Yeah, okay. Thanks Basil. You know what time it is? Game time. Always. Bye bye. Chung kết thế giới fashion model. Wow. You feel like model, man? Yeah, I am model. Kiaya, the beast. What's up, guy? Thì các bạn biết là ở Berlin á, không phải là mình có tất cả mấy cái vị mà mình người Việt Nam mình quen. Thì ở đây là anh Drew mới bay từ thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam sang Jinsu. Jinsu đây nè, cái này hàng xịn, hàng sách tay nè, để mọi người để ăn nè. Thì là Jinsu, come sponsor us. Sẽ đưa team về khách sạn, sau đó là mình sẽ đi một cái chuyến đi tham quan Berlin một chút, sẽ đến Natural History Museum. Anh không biết tới đó tiếng Việt là gì, but sẽ xem dinosaur để khi ai sẽ nên riding một cái T-Rex. You ride the dinosaur. Come on, yeah. Are you Levi? Yes. Why you here? I'm here with you. You know training for giải đấu sắp tới. My captain told me. Yeah. I have to be here. Yeah. You are my captain. Me captain? Yeah. Oh. I never say that. So why you here? Why are you here? I like you. I cũng xem you. I tell myself nên đến đây. Ladies and gentlemen, welcome to the Night in the Museum featuring GAM Esports. We're going inside to go visit some dinosaurs.
Yeah. Thấy thịt khủng long đó bạn, cũng giống như thịt bò thôi. Bò. À, nó là con này hả? Đẹp không thấy Viên? Đẹp không? Sao không? Nhìn nó giả quá. Giả? Em kia thấy Archie nè. Archie nè. Khỉ anh đi kìa. Đúng không? Archie. What are you doing, Archie? Archie ơi. Come on. Đẹp. Hàng khủng long. Khác, chả khác gì Vinh rồi đấy. Thôi anh đứng xa xa chụp tấm hình. Ê, nếu như mà như này có loại gồng á là cái loại á là cái loại rồi là số 1 cho đi, gọi là trên đỉnh luôn á, tức là không ai làm những gồng được. Tức là bao nhiêu cao mà. Tức là nó là loại gọi là kiểm soát toàn thế giới. Đúng không? Tại vì nó bay trên trời và nó to nữa. Và nó hơi phun ra lửa. Đây là Aquaman luôn. Ủa mà đây có bị cấm không ta? Ok, nice. Ok. Wow. Oh damn. God damn. Damn, hơi bị đẹp đó. Sao thấy tôi bự quá vậy? Trời ơi, anh bự cái nhã mía đâu. Cấp thật là IG đi tới hỏi thằng này coi sắp tới đánh như thế nào. Đánh vậy, ngủ nữa. Mắt anh đã mở hết trở rồi. Đập đe nhưng mà ý là... Là sao? Chú ẹt đập đe. Kia ra chưa chọn hả? Ờ. Kể một sự thật hoặc là true up there. Thật hay thách? Thật hay thách. Nếu không thì sẽ bị gì? Nếu không thì sẽ bị một hình phạt. Là gì? Thì hình phạt gì mọi người nghĩ ra. Rồi là, anh chọn thật hay thách. Bây giờ em cần biết hình phạt trước rồi biết lựa chọn chứ. Là sao? Là sao? Đúng lục em chỉ lựa chọn thật hay thách thôi. Thật là kể một sự thật về bản thân. Thì đó, bây giờ á phải có hình phạt. Anh đâu kể đâu, anh là người hỏi. Thật là người phải nói thật. Đúng rồi. Ủa thế nhậu nó không nói thật thì sao? Thì nó gian lận thì chịu chứ trò chơi. Ủa chịu đó người ta gian lận người ta dùng chất lỏ người ta khoát ra được. Thật. Chúng ta có một anh thợ ảnh ở đây ạ. Ai mà đến Berlin mà chưa có người chụp ảnh cho thì liên hệ anh này nha. Đó, anh này chụp ảnh quanh quanh Berlin là cứ thấy là anh ấy thôi.
Tất cả đó là chỉ là chưa đến một năm đâu mọi người ơi. Oh my god, tự động. Nói mẻ tàu đi lên. Sân thi đấu bao nhiêu ngày rồi? Mình đây 14 ngày rồi đúng không? Dạ, 14 ngày rồi. Đấy. Thì là đây là anh cũng muốn, team cũng muốn là mọi người enjoy, trải nghiệm được Berlin. Tại vì mình không biết là khi nào mình có cơ hội. Mà mình nên biết ơn cái cơ hội mà mình đang có ở đây cùng nhau để ngồi đây mình thấy cả cảnh rất là view đẹp nè. Vẫy cho mọi người nè, hello mọi người. Các bạn có vẫy lại không? Hello, see? Ok. So, how do you feel lúc mà xem cái clip đó? Ngồi đi. Hả? Cảm thấy tự hào. Nói chung thì mình cũng trải qua rất là nhiều thứ trong năm nay. Đúng ạ. Thì lúc mà anh xem lại, anh cũng nhớ lại là sau chung kết thế giới năm ngoái ở bên Hàn Quốc thì là mình cũng có một cái kỷ niệm, một cái mà mình cũng tạo cho cũng lịch sử VCS. Mà lúc đó là sau chung kết thế giới, anh với Izumin về lại, rồi có rất là nhiều thứ thay đổi. Lúc mà thay đổi, like, Izumin, what the fucking doing, dude? Like, lúc đó anh không hiểu tại sao là nhiều thứ đang thay đổi quá. Tại vì là mình cũng có một cái team mà sang bên chung kết thế giới mà anh thấy là rất là ổn định. Đương nhiên là cũng có cái khó khăn riêng của nó. Team nào cũng có khó khăn, đúng không? Thì lúc mà về lại thì là anh với Izumin có thay đổi hết. Ví dụ là nhân viên này, team này, về coaching này, right? Thì lúc đó là chỉ còn hai trụ cột, right? Là Kiai và Levi. Xong anh cũng thấy là, man, anh cũng chưa biết là mình đang làm gì mà anh cũng cũng hơi bị bất ngờ này, anh cũng hơi lo lắng này, anh cũng hồi hộp này. Tại vì anh muốn làm sao để là nếu là if this is the last dance cho VCS hay là cho Levi, anh muốn make sure là mình đang làm sao để nó là cái một cái tuyệt vời nhất có thể. Mà anh với Levi gặp nhau cùng với Izumin, it's like, man, you know, anh cũng muốn tạo cho Levi có cái tự tin, right? Mình đang có coaching này, có nhân viên mới này, team mới. And anh với Levi nhìn nhau, it's like, man, you know, càng khó nó càng làm cái câu chuyện càng hay, right? Nếu mọi thứ nó giống như này, không có ai nhớ gì đâu. Mình phải có cái lên và phải có cái xuống. Mà càng xuống càng khó mà mình vượt qua được cái làm câu chuyện của mình nó càng hay. Mà đó là cái mà sẽ làm cho các em khỏe lên hàng ngày, khỏe lên. Mình muốn gặp khó khăn. Tại vì nếu có khó khăn á, mình mới biết mình là ai, mình mới có cơ hội để mình đứng lên được, right? Sau MSI, MSI bên anh, cái cảnh đó là giống anh với Levi khi ai cùng nhau nhìn thấy ai cũng đang khóc ở trong cái hàng lang á, thì là anh rất là muốn làm sao, ok, anh không muốn quay lại cái cảnh đó. So đầu năm anh với Levi cũng nói chuyện với nhau là like, let's make this a story to remember, right? Mà mình đang làm một cái câu chuyện cực kỳ hay. Right, một cái câu chuyện mà một cái new coaching staff, có team mới, có người mà từ một cái team là cũng là lúc đó là em bao nhiêu, không bao nhiêu hả? 18 018 018 right. Là VO3 đó. Damn, cũng 18 30 trận đúng rồi, tính đúng không, 30 đúng không? Xong là lúc đó là cũng có là một người có cơ hội để đứng lên, cái cơ hội để mình là step up, right? It's emo, right? Cái cơ hội đó, right? Lúc đó là rất là khó. Anh cũng chả biết là nếu VCS sẽ là tiếp tục hay không. Rồi anh với Izumin cứ nhìn nhau là shit, tại sao là năm nay cái gì cũng khó thế, cái gì cũng là có vấn đề, cái gì cũng là không có cái gì đơn giản. Vẫn mình càng vượt qua, anh nhìn thấy là cái đó là cái team đó là giống người Việt Nam. Người Việt Nam là khi nào cũng là resilient, là sao? Rất là kiên cường, bền bỉ. So ở đây ai cũng là mình có cơ hội. Mình nhìn thấy khó khăn mà mình vượt qua khó khăn đó, em phải nhìn thấy đó là cái cơ hội để mình step up được. You know what I'm saying? So, nhiều lúc á, là even like Neil cũng là phải bỏ mọi thứ ở bên kia để sang đây, để cũng là cũng biết là mình có cơ hội để mình đấu ở đây, hay mình sẽ mình có một cái ước mơ để đến chung kết thế giới, right? So, đương nhiên là có nhiều cái là trong năm nay là cũng đâu có ai biết trước được đâu, right? But in the end là khi mình đang ở đây cùng nhau, mình đang ngồi ở Berlin ở chung kết thế giới cùng nhau, thì cái đó là một việc mà anh rất là biết ơn. Để anh biết là để quay lại, để đi MSI, để đi chung kết thế giới nó không dễ, mà nó là vì các em, vì cái
năng lực của các em, cái chịu khó của em, cái gì mà các em phải hy sinh hàng ngày. Anh biết là các em mình cũng đâu phải có cuộc sống bình thường, mình đâu có work life balance đâu, right? Mình là tập trung, mình là game thủ, mình chỉ là tập trung vào cái việc này, làm sao để mình tốt hơn, làm sao để mình, chính mình hay là team của mình sẽ là tốt hơn every day. Đấy, thì là hôm nay là anh với Izumin cũng, anh cũng biết là mọi người cũng buồn nhiều qua, nhiều qua chỉ là cũng có mấy cái mà mình cũng bị thế là disappointed, đấy. Thất vọng đấy. Thì đương nhiên but ở trong cái mà lý thuyết một chút ấy, là pain plus reflection equals progress. Đau khổ, phải có cái đau khổ đó và mình phải feel nó, em phải dùng cái đau khổ đó, nếu không có đau khổ em sẽ không chịu khó hơn được. Một cái đau khổ đó tạo cho em có cơ hội để em vươn lên được, right? Và reflection là nói chung nếu nhìn mà lại. Reflect là giống như kiểu bọn em thấy cái đấy làm, lấy cái đó làm động lực á. Yeah. Thì nếu mà mình xem lại mình làm gì sai ở trong cái lúc đó, các em phải học lại. Bởi mình biết là mình đừng có tập trung vào nó quá nhiều, lúc mới bị ok cứ buồn đi, cứ xem lại mình làm gì tốt được, mình thay đổi, mình làm gì tốt hơn cho lần sau được. Tại vì mình không thay đổi cái đó được. Bây giờ giống như mai các em vẫn tiếp tục suy nghĩ về cái cũ thì nó không hỗ trợ em. Em chỉ dùng cái đó để làm sao để em vươn lên được. Đấy. Thì hai cái đó là cái đau khổ đó cùng mấy cái reflection là xem lại, nhìn lại. Đấy. Nhìn lại. Đấy. Nhìn lại cộng với nhau á, thì mình mới phát triển được cùng nhau. Đấy. Thì hôm nay là anh và Izumin cũng có vài câu hỏi cùng mấy coach. Mình giống lần trước là khi ai mình Levi cũng biết cái exercise này là mình sẽ có hai câu, một người sẽ đi một vòng trả lời câu hỏi, xong trả lời lần thứ hai, sau đó là ai muốn chia sẻ thêm thì chia sẻ, sau đó mình sẽ đi ăn cùng nhau nhé. Yeah. Thì không biết là you want to add on anything on that? Ai ngồi xung quanh ở dưới đất một vòng nữa được nhé. Đi nghe đi. Animo ha. Anh Tiểu A Chi. Hồi hợp lý luôn chứ. Bạn đánh giá cao điều gì từ sự hỗ cái trợ? Câu chính xác nhá là bạn trân trọng và bạn biết ơn điều gì từ sự hỗ trợ của ban huấn luyện và đồng đội trong giải đấu này? Trời, nhất khách. Biết ơn. Nhất cái đầu của ta. Thì đứa con trai nói về những người chào của mình. Em nghĩ là không chỉ ở ban huấn luyện mà em nghĩ là một phần là sẽ có sự giúp đỡ của ban lãnh đạo như là anh TK hay là anh Hiệp hay là cả đội ngũ media từ mọi người nữa, thì cứ nói đi. Mọi người đã giúp em rất là nhiều trong phần tâm lý thi đấu, với lại kiểu giống như là lúc mà em mới vô em không biết gì á, kiểu em là đó em ở nhà em cũng chỉ giống như là được nhà chăm đồ, nhưng mà khi mà vô đây thì mọi người cũng giống như là cũng giải thích hay là cũng chỉ em nhiều thứ trong cuộc sống á. Xong rồi còn trong phần in game thì chắc là cả team và cả ban huấn luyện thì đã giúp em cải thiện về việc chơi game rất là nhiều nữa. Em thấy đó là biết ơn thôi. Có đặc biệt ai không? Đặc biệt thì chắc là không, tại vì kể ra thì nó hiên vị lắm, nhưng mà em muốn kiểu cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em rất là nhiều trong công việc. Trưởng thành phết nhờ. Mỗi buồn luôn. Sợ. Captain có câu gì hay không? Phần nào của trận đấu cuối cùng khiến bạn cảm thấy thất vọng? Và bạn đã học được bạn đã học được gì từ đó để giúp chúng ta lần sau? Thất vọng thì chắc là thất vọng về kết quả của trận đấu. Bởi vì bản thân ngày hôm qua anh thi đấu thì trong trận đấu là anh cũng đang nghĩ là trận này là trận mà mình có thể chiến thắng một cách dễ dàng sau cái giai đoạn đầu trận. Và khi mà nhìn lại á, thì có nhiều thứ anh có thể giúp được cho cả đội thi đấu tốt hơn nhờ vào những cái giao tiếp hay những cái quyết định mà anh có thể đưa ra, hay là về bản thân anh đi thì anh cũng có thể đưa ra những cái quyết định tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng thì trận đấu nó là diễn ra theo một cách mà mình không mong muốn, nói chung thì cũng bị tuột mất lợi thế xong rồi mình bị thua. Thì cái bài học ở đây là đối với anh thì anh nghĩ là lúc nào mình cũng có thể nghĩ bản thân mình làm như này chắc chắn là mình sẽ chưa có làm tốt hết sức có thể,
Tại vì cái việc mà mình làm nó hoàn hảo thì gần như là không thể xảy ra. Nên là anh nghĩ anh sẽ cố gắng anh tập trung vào việc anh giúp đỡ mọi người trở nên tốt hơn nhiều hơn. Cái đấy anh nghĩ là cái điều mà nó có hiệu quả hơn. Nên là ở những trận sau thì anh nghĩ là anh sẽ cố gắng chuẩn bị cho mọi người những cái kế hoạch đầu trận. Nếu mà vào in game nếu có, hoặc là những cái lời khuyên về những cái pha xử lý nhiều hơn đối với bản thân anh. Cái gì chứ không được. Gì ôm mặt nha anh mỗi. Giá trị nào quan trọng với bạn? Bạn cố gắng sống theo giá trị đó như thế nào mỗi ngày? Wow. 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 Câu, này, câu này cũng hết cốt mà. Một câu hỏi về triết học. Đối với anh á, giá trị mà anh đang theo đuổi mỗi ngày đó là gọi là cái sao ta? Cái cũng có thể gọi là danh vọng, cũng có thể gọi là cái tiền bạc. Thì hai cái này nếu mà nói về tiền bạc thì nó càng đi với cái danh vọng mình kiếm được thì đó là cái gọi là tuyệt vời nhất. Thì cái đó là em đang theo đuổi hàng ngày, cũng như là cái cách làm cho đội mình tốt hơn, cũng làm cho cách đội mình nó mạnh lên từng ngày để mình có một cái nhìn khách quan từ thế giới nhìn về mình. Đó là cách em theo đuổi mỗi ngày. Yeah. Khoảnh khắc mà em cảm thấy áp lực thì điều gì đó giúp đỡ đầu chung thì chắc là em nghĩ là điều duy nhất mà em giúp đầu chung thì chắc là về các những người đồng đội của mình thôi. Thì em nghĩ là những người đồng đội của mình trong hai ngày đầu tiên thi đấu thì cảm thấy khi thi đấu thì cảm thấy là em nghĩ là hai ngày đó là khi mà thi đấu người em cảm thấy mọi người rất là thoải mái, cũng là rất là tự tin. Người không họ thi đấu mọi người không còn rồi có thể nói là mọi người không còn gì để mất luôn. Mặc dù á nha là mình thua nhưng mà mình vẫn có cơ hội, nhưng mà mặc dù mọi người thi đấu với tâm thế là mọi người rất là mọi người thi đấu hết sức mình luôn, và đó điều đó và những cái điều đó khiến cho em cảm thấy rất là không còn bị áp lực nữa, và khiến cho em tự tin hơn và tự tin nhiều hơn lại khi mà em cảm thấy áp lực. Thì em nghĩ đó là những cái điều mà giúp cho em khi mà em thi đấu chung với mọi người trong những giai đoạn đầu. Còn nói về hai trận hôm qua vui thì chắc là mọi người cũng sẽ nhận ra, mọi người cũng hãy biết là hai trận bữa giờ mình thi đấu hai trận thua thì mọi người biết là mình thi đấu không có còn như ở vòng lên nữa, mọi người không còn là chính mình, mọi người không còn tự tin như lúc trước. Thì ở hơn em cũng sẽ mong là em bản thân em cũng như cả team mình sẽ nhớ lại những khoảnh khắc ngay ban đầu và nhớ lại những cái gì mình làm ở vòng Berlin đấy, mình làm những gì, tại sao mình chiến thắng, tại sao mình lại có một cái trạng thái thi đấu như vậy. Thì mọi người nhớ lại, mọi người làm theo và mọi người chỉ cần nhìn dừng lại thôi, và mọi người làm, mọi người thi đấu hết sức, mọi người thi đấu tự tin nhất có thể, mọi người không còn gì để mất nữa, mọi người đánh gọi là không sợ cái gì, đánh như kiểu giống như anh Khánh bình thường hay nói, là anh Khánh nói là đánh như mình chen luôn, đánh như là mình đánh lăn đánh găng luôn, mình không còn coi nó là trận đánh giải nữa. Người đánh hết sức gọi là hay, mọi người dùng lát outlay các kiểu, thì em nghĩ là mọi người chỉ cần làm những cái đó thôi thì trong trận đấu sắp tới thì chắc chắn mình sẽ làm được, rồi mình sẽ chiến thắng được. Thì em chỉ muốn nói vậy. Thank you Mr. Luxury. Mr. Luxury, Mr. Luxury. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày Gam sẽ đi thi đấu cùng với Mad Lions, đứng số 3 của LEC, và mình đang phải revenge gì? Trả thù cho Viking nha. Mà hôm nay là có special guest là anh Drew. Anh Drew là COO của bên Game Esports, mà cũng là em trai của anh. Thì là lần đầu tiên Drew có cơ hội để đến xem game đấu ở sân khấu quốc tế. Thì hôm nay Easy Love, are you ready? Ready. You ready baby? Hôm nay Easy Love biết ơn ba thứ gì đây? Sáng nay anh mới journal anh viết ba thứ. Em biết ơn ba thứ là gì? Vẫn còn thở được. Vẫn còn thở được. That's important. Còn gì nữa? Vẫn ở Berlin. Với lại vẫn ở Berlin. Mà em anh muốn ở thêm nha. Anh chưa về, anh chưa muốn về nha. Còn gì nữa? Còn cơ hội để phục thù. Yes. Yes, let's go. Cái sáng nay anh viết ở trong cái journal của anh á, là anh viết là đầu tiên á, là anh rất là vui để anh Drew đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Và anh viết là nhiều qua là anh nè, anh Drew, anh Randy và Arnold, CEO của bên Gen G đi ăn cùng nhau thì rất là vui. Và mình đang vẫn còn cơ hội
để đại diện cho game, đại diện cho VCS, mà đại diện cho Việt Nam baby. So hiện tại là ngày này là rất là sáng, rất là đẹp trời. Mà mình đang đi morning routine. Hiện tại là 10 giờ sáng, mà hôm nay là 11 giờ rưỡi là mọi người phải chuẩn bị ở lobby để di chuyển sang bên Riot Games Arena. Let's go. Nah, mate. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what I bought. Lying, lying, nothing in your core. Buying, buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. Cũng không giấu gì tất cả các bạn, thì mình dùng bàn phím Pro XTKL với lại chuột Zipro. Thì mình nghĩ là tất cả đồ gì màu hồng của Logitech thì các bạn cứ quẹo lựa thôi à. Nó rất là... Dù hiến mật á, thì mình thì ở lần này thì bên One Day có tài trợ cho mình một cái chiếc kính mới. Thì ở lần đầu 2 tuần nay mình đeo thì cái kính này sẽ giúp cho mình có nhiều thứ. Chẳng hạn như là khi mình đeo vào thì cái kính này thì nó không có bị nặng, rất là nhẹ. Và thứ hai thì khi mình đeo vào kính này thì nó kiểu cái hiệu lực cũng như là cái con mắt của mình á, nó phù hợp á. Nó cho mình cái gọi là cái tầm nhìn rất là tốt trong việc thi đấu cũng như là tập luyện. Thì chung là mình thấy nó rất là ok, không có bị vướng bận gì cả. Thì đặc điểm này thì đặc điểm của chiếc kính này thì nó cũng giúp cho khi mình đeo vào thì mình cũng chống được cái ánh sáng xanh á. Nó đeo vào, khi mà mình đeo vào thì mình sẽ không bị mỏi khi mà mình ngồi luyện tập lâu dài. Và chốt lại thì mình vẫn muốn cảm ơn One Day vì đã tài trợ cái kính này cho bản thân mình cũng như cả team. Thì mình cảm ơn vì điều đó và mình sẽ cố gắng cũng như là hết mình trong kỳ chung kết lần này để mà gọi là trả ơn cho One Day. Chọn được Avalo có chiêu cuối để sử dụng đến từ Smolder, nhưng bây giờ Kia là người bị chặt Fred Cowin chặt đầu của anh ta đi rồi. Chặn lại Supa đã đi rồi. Levi đang sử dụng lốc xoáy ở bên em. Win đang cố gắng tấn công vào người của Easy Love, tốc biến lên Fred Cowin. Fred Cowin có quá nhiều sát thương. Win có một mạng và đó là double kill dành cho Win. Chơi lên từ anh em ơi. Đường trên cũng còn nữa rồi, Enemy vào người của Super. Yes, come on, baby. Come on, baby. Sử dụng rất đẹp của Franco Huy. Có chút muốn tung ra đến từ Aria nữa. Bên này thì người chơi đường trên đang đã đáp bóng rồi. Evo là và Baby cố gắng lùi về chập bóng. Evo đã đứng giữa đôi đường vừa, anh ta lấy mạng của Super. Sao lại tình hình anh em ơi, đã thua đâu? Anh em sao? Thua à? Shake it off, shake it off. Nghe nó. Đứng còn trận nữa mà. Chưa anh em ơi, chưa thua mà. Thank you. Thank you. Bước này ra ngoài là cơ hội mới. Yep. Tập trung vào cái hiện tại. Mình chưa, we're still here. Đấy. Tập trung lại, reshake it off. Ra ngoài đi. Gam chân tường là gam mạnh nhất anh em, lên ra ngoài. Được không? Ok, bỏ cái game vừa rồi đi anh em. Let's go. Bỏ game vừa rồi đi. Nói chung á là anh em quýnh tính trước mình làm gì á, giống như mình thấy mình yếu hơn thì mình cứ cho nó sau và mình tập trung lại cánh khác thôi. Quýnh như cái cách mình đổi mục tiêu cho nó, như game vừa rồi thấy anh em cũng hơi là không có kiểu tính trước á,
cứ chạy theo nó thì mình sẽ đi chậm hơn nó. Mình cần gì thì mình quan trọng là bản thân cái đội hình mình cần gì á, thì mình cứ đi theo cái triết lý là đội hình mình cần gì thôi. Nhảy cái. Go. Chung thì anh em đang ở một cái tình thế mà anh em không muốn đúng không? Nhưng mà anh nói với anh em này, mình đã khó khăn rất là nhiều đâu. Mấy anh không nói về cả năm nha, chỉ trong mấy ngày vừa qua thôi là anh thấy team mình đang cảm thấy rất là khó khăn. Xong rồi ai đấy cũng đang đều cảm thấy như là mình nỗ lực xong mình quá tải các thứ. Vậy thì nhớ anh nói không? Ráng thêm chút nữa thôi. Mình đâu có thể nào mà để những cái sự khó khăn, những cái sự nỗ lực của mình trong nhiều ngày ở tại Đức thành vô nghĩa được. Mình cố thêm chút nữa nha. Chút nữa nha. Come on, baby. Vui vẻ cũng là một loại cố gắng nha. Yeah, yeah. Mục tiêu là gì? Thắng trận này. 1 2 3. Yeah. Đòi được một mạng nhưng ở đây Levi chưa có cấp độ 6. Rất cần cấp độ 6. Rất cần cấp độ 6, một cái lính nữa thôi. Levi lao vào đánh lính. Levi đang có cấp độ 6, lốc xoáy được bùng ra. Hất tung rất đẹp ở Levi. Và đó là Levi. Nhưng Levi cuối cùng cũng phải đảo xuống rồi. Mình có cảm thán luôn. Cảm thán. Oh, big shot! Oh my god, Wukong will interrupt the Bracom W and then the old will come out and then Oh shit. Aguello. Come on! Yes! Let's go! Nhưng cần phải ưu tiên đánh người hơn, tiếp tục hất tung, lao vào rất đẹp đến với đường cao tuyệt vời. Bảo đảm chân phải, tiếp tục là hất tung, quá nhiều hất tung, Zuma xuống chiều cuối lập giữa vòng quay số 3 đi rồi. Và Easy Love là người có được điểm 3 gục, Gami Scott họ đã quét ra được. Let's go! Let's go! Hay quá! Em đang ơi! Go! Một cái nữa! Good way to lead the way, Cap! Good job, Captain! Thì nếu có hai hướng, mình team 1 thì mình sẽ ban được con dít. Còn nếu mình team 2, mình sẽ không ban Aurora luôn. Mình sẽ thả nó là... mình giành được ban Aurora là mình ban dít. Mình thả nó là con John với Aurora mỗi đường con. Ok. Chúng anh em cũng biết là công thức chiến thắng của mình là gì rồi đúng không? Yes. Một nụ cười trên môi. Yeah. Thì không có một cái lý do gì mình không cười đúng không? Yeah. Mục tiêu thì thắng trận này. 1 2 3. Game. Let's go. Go baby. Let's go boys. Let's go. Let's go game. Cười lên thẳng lưng lên. Cố lên mọi người, cố lên. Nhưng mà nhìn chung thời điểm hiện tại thì Gam đã có một cái cắm chọn ở trong máy đá thứ ba rất đẹp rồi. Chúng ta không có chiêu cuối làm gì ở đây đây. Giữa hai thế giới tung ra. Hay. Chúng ta đã bị tấn công. Sát tư bồi vào là rất nhiều. Hay. Trên và kia có được nhiều solo kill. Còn ở dưới này thì đã có một sắc đấu rồi. Best Bowie đứng trước đầu địa phương. Ai ta bị hôn gió trở lại. Kia. I think you have to give it. Oh my god, Prescovi again! This game is done.
knee by Kidd. Oh, no, wait, Levi's gonna go down. No, there's a shield. Oh, it's not even here yet, by the way. Hello, and goodbye. Matt Ryan, an absolute disaster threat. This is the most depressing. They're gonna fucking go home. The first team to go home at once. It's Mad Lions. Holy fuck. Yeah, this is not the time to land the 5-man glorious, mate. It's too late, Migrants. Oh my fucking god. Damn. It's still alive. Oh my god. I love you, Vietnam. Vietnam so warm. I love you. Chào, bro. My God. Vietnam still has some fight left in them, and they will eliminate MDK from Worlds 2024. Amazing. And you guys managed to change him within Brazil. Brazil. I know that you still have a lot of international fans who are really happy to see you at Worlds. You have a Brazil. 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 Thank you guys so much. Brazil. I think no matter who we play next match, we're gonna play with a lot of confidence, I think. Oh my god. Hello, anh. What's up? How you doing, fam? Anh cho em hỏi lý do vì sao anh có mặt ở đây ạ. Nói chung là anh là Andrew, Drew Nguyễn, hello mọi người. Thì Drew là người phụ trách chuyển lương hàng tháng cho công ty đội GAM Esports Entertainment. Yeah. Em có để ý là cái hôm anh sang ấy, anh có mang một vài món quà cho các bạn. Anh có chứ. Yeah. Thì cái lúc anh nhắn tin cho anh TK, anh cũng hỏi, ủa bây giờ Drew sẽ mang cái gì từ Việt Nam cho mọi người. Yeah. Anh TK nói là chỉ cần mỗi một thứ. What? Tương ớt, chân su baby. Cái này không phải sponsorship đâu nhé. Đây là, nói chung là đây là lần đầu tiên Drew được đi một cái giải chung kết thế giới cùng với GAM. Thì nói chung là nhìn thấy mọi người ở đây rất là cảm động. Và nhìn team và cái lãnh đạo của mình anh rất là tự hào. Tại vì Drew rất là nghi ngờ là team của mình có thể đến đây và cạnh tranh với thế giới được và đại diện cho Việt Nam để kết nối lại tất cả mọi người từ Việt Nam, từ xung tới xung qua thế giới và cùng nhau được và vỗ tay và cheering cho GAM team baby. Cái cảm xúc của anh cái lúc mà ở trên sân khấu ấy, cái lúc mà anh đứng ở đấy như nào ạ? Có lúc anh lên sân khấu anh dùng quá. Vì cái match một đơn sợ ơi là sợ, anh bắt đầu hơi mất tự tin một chút thôi, nhưng mà sau khi nhìn thấy trận 2 mà anh biết rồi trận 3 ăn chắc luôn và nhìn thấy cái cách Levi nè, Coach Archie nè, Kiai, Izito, nói chung là tất cả mọi người ở trong cái đội của mình rất tự tin, không sợ. Và ai cũng biết là trong người mình có thể vượt qua được và thắng. Và thật sự mình cũng thắng mà. Yeah. Ăn luôn baby. Thì sau khi đây là lần đầu tiên Drew được tham gia cái chung kết thế giới cùng với Dam, GAM. Thì đây là rất là tự tin là cùng với nhau mình có thể vượt qua và đi còn sâu nữa trong cái Worlds. Vì ở đây là mình rise as one together as GAM baby. Yeah. Let's go. We're staying one more day, maybe a few more days. So as always, you know what time it is, baby. Congratulations. Thank you. Oh, that was stressful though. You good? Good. Phải cười. Nhưng phải cười. Nhưng phải cười. Lấy mắt cài. Yeah. We still alive. Hey man. Yeah. Imo ơi, Chovy muốn làm jersey swap cùng em kìa. Wow.
Nó đi đâu rồi? Đi một interview à? Rồi, kệ cho anh sẽ đi jersey swap. Xin chào mọi người. Vậy là tụi mình vừa mới kết thúc xong trận đấu giữa Gam và Mad Lion và rất là vui vì tụi mình đã chiến thắng. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với Gam Esports trong quãng hành trình chung kết thế giới vừa qua và hy vọng là những trận đấu sắp tới thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình. What time it is? Gam time! Chưa bao giờ sao.